Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chính thức ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. Chiều ngày 18 tháng 8, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2023 và thay thế quyết định số 42-2021 quy UBND ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tách thửa cần điều kiện gì? Theo quyết định ban hành, điều kiện tách thửa là đất đã được cấp giấy chứng nhận. Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất thì thực hiện việc tách thửa đối với mục đích sử dụng đất có giá trị cao nhất. Thửa đất phi nông nghiệp có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý và đã được cập nhật chỉnh lý thể hiện trên bản đồ địa chính theo đúng quy định thì kích thước theo chiều sâu cạnh tạo góc với cạnh tiếp giáp đường phải lớn hơn hoặc bằng 6 m sau khi trừ khoảng lùi xây dựng các vị trí khu vực đã có quy định về các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở tách thửa thực hiện theo các quy định này trường hợp dạng kiến trúc nhà ở tại chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch xây dựng khác với quy hoạch phân khu thì không áp dụng theo quy hoạch phân khu các trường hợp khác được xác định là chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở. Trường hợp tách một phần thửa đất để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện theo quy định về diện tích tối thiểu. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất. Tách thửa đất ở đô thị, đối với nhà phố, diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 40 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 4 m. Nhà liên kế có sân vườn thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 72 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 4,5 mét đối với đường đã có tên hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 mét. Tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 64 mét vuông và kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 4 mét. Nhà biệt lập, diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 250 mét vuông và có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 10 mét đối với đường đã có tên hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 mét. Tại các đường, Đường hẻm còn lại diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 200 m và kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 10 m. Biệt thự, diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 400 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 12 m đối với đường đã có tên, hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 m. Tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 10 m. Trong khi đó, việc tách thửa đất ở nông thôn được nêu cụ thể Trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở tại quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng, xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở tách thửa theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó. Trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết mà cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản cho kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo thì tiếp tục áp dụng theo quy hoạch đó cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 72m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4,5m. Việc tách thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác, diện tích đất tối thiểu tách thửa là 500m2 tại khu vực đô thị, các phường, thị trấn. 1.000m2 tại khu vực nông thôn, các xã, gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nếu có và không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông. Trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông thì các thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp đường có kích thước phải lớn hơn hoặc bằng 10 m. Tách thửa đất rừng sản xuất là rừng trồng thì diện tích đất tối thiểu tách thửa là 10.000 10 m2. Quyết định này không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng, để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà cho hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định hiện hành. Về điều kiện hợp thửa đất, quyết định nêu rõ là các thửa đất liền kề và phải cùng mục đích sử dụng đất, không áp dụng diện tích, kích thước tối thiểu sau khi hợp thửa. Đối với hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất đã tiếp nhận theo giấy tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất đúng theo quy định tại quyết định số 42-2021-QDUBND.